Thưa quý vị, xu hướng dùng tranh phù điêu nghệ thuật để trang trí nội thất đang ngày càng được nhiều người quan tâm. Thế nhưng lâu nay thì phần đông người tiêu dùng chỉ biết đến loại tranh phù điêu bằng gỗ, phù điêu giả đồng hay là phù điêu 3D làm bằng nhựa composite. Và mới đây thì một dòng tranh phù điêu thủy tinh cao cấp đã có mặt tại thị trường miền Tây, tạo dấu ấn tiên phong mang nghệ thuật trang trí đỉnh cao đến với mọi gia đình. Và đây cũng sẽ là thông tin kết thúc tin tức 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đường 3 tháng 2, phường Lợi của Ninh Kiều, tuyến đường kinh doanh vật liệu xây dựng nổi tiếng trung tâm thành phố Cần Thơ. 2 tháng nay, nhiều người đặc biệt chú ý tới một showroom khá độc đáo, trưng bày hàng loạt kiểu tranh thủy tinh sang trọng bắt mắt. Đây là dòng thủy tinh thủ công nhập khẩu từ Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, được giới thiệu đến người tiêu dùng miền Tây. Cái dòng tranh này rất là dễ bảo quản, cũng như là về cái độ bóng và cái độ màu phản quang khi gặp ánh đèn nó rất là bắt, nên tạo ra một cái điểm nhấn cho cái phòng khách hoặc là nhà bếp hay là không gian của phòng ngủ rất là hiệu quả. Cũng như nhiều loại tranh treo tường thông thường khác, dòng tranh phù điêu thủy tinh khá đa dạng về chủng loại và kích cỡ. Thế nhưng ưu điểm nổi bật hơn chính nhờ lớp phù điêu thủy tinh tạo độ bóng bẩy sang trọng, dễ lau chùi bụi bẩn và bảo vệ màu sắc theo thời gian. Ở khu vực mình á, đa số là dạng nhà ống với lại dạng nhà là theo kiểu nhà một mái. Vì vậy mà những cái kích thước này nó rất là phù hợp. Dòng tranh này tụi em ngoài là một đúc ra từ nguyên khối là đất sét, tụi em còn dùng một cái máy mà để phun thủy tinh màu để đảm bảo cái màu sắc nó không phai. Công phú quý, mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió, hỷ tước hân hoan, ánh trăng tình yêu, cũng như hàng trăm bức phù điêu chế tác tinh tế cầu kỳ. Mỗi bức mang một ý nghĩa đặc trưng, hướng mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hấp dẫn hiện đại, mang tính nghệ thuật cao là vậy, nhưng giá tranh không đắt.